Ngọc chào các bạn nha. Hôm nay gia đình em đang đi các bạn. Nhìn xe coi. Trên nhà biển á. Đó người ta coi nhà. 12 giờ giờ nhà ấm bụng quá anh đi. Mấy mẹ con ăn hồi chưa. Chồng mà nó ăn ớt. Lâu lắm á anh đi. Vô kìa. Vô để ăn món ôm lát thôi các bạn. T-bone steak and egg. Okay, okay. How much? 13 ounces and T-bone steak. How much is that? 16.99. Wow, okay. Giờ kia có mấy mẹ con ăn các bạn. Kia món omelette với món pancake nè, các bạn khác nè. Hot brown với sandwich. Rồi ốp la. Ôm là nó có thịt bò không bạn, tép nóng, cheese, cái này ngon đó, ngọt rồi phải ăn hết cho nó. Món này là ngon hết sảy luôn. Thế ăn ngon ha. Ông xá là không có ăn các bạn, ông vô đây, ông chỉ ăn hết một xíu miếng thịt bò chút xíu à. Mấy cái kia ông có ăn. Nhưng mà sandwich thì cái bánh mì có thịt bò. Phải không? Anh pha có tinh bò, anh khác có tinh bò, gì cũng có. Ông xã mình vô đây ăn có cái xiên miếng thịt bò, xiên miếng trứng các bạn. Trứng ốp này đó. Nhưng không có dám ăn nhiều.
nên nhiều sợ lên đường. Đây là chú ý mấy mẹ con ăn. Đây hả? Mình lấy mình bỏ vào chợ không đâu có ăn đâu. Đấy dễ rồi đó. Ăn xong rồi trở về nhà biển nha các bạn. Còn có 1 tiếng nữa người ta mới tới tòa nhà. Cảnh ở trên đó nhìn xuống đẹp đó các bạn. Mùa thu nhìn đẹp. Thôi rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Nếu thích thì đừng quên like và subscribe nha các bạn.